kéo giãn cơ sau vai. Các bài tập này giúp bạn kéo giãn các cơ phía sau vai, đó là các cơ chám, cơ thang bó giữa và cơ đen tà bó sau. Các cơ chám và cơ thang bó giữa có tác dụng kéo xương bảo vai ra sau, giúp giữ tư thế tốt. Các bài tập mạnh cho các cơ này được trình bày trong những video khác, như bài tập nâng chữ T, chữ L và chữ Y. Sau đây là một số bài tập giúp kéo giãn các cơ này giúp bạn có tư thế tốt, phòng tư thế cúi đầu ra trước, giảm căng và đau các cơ phía sau vai. Kéo giãn cơ chám và cơ thang bó giữa với hai tay đan nhau. Đứng thẳng với hai chân rộng bằng vai. Chắp hai tay vào nhau và giữ chúng trước cơ thể. Đẩy hai tay của bạn ra trước, xa nhất có thể trong khi cuộn tròn hai bả vai, nhẹ nhàng rút cầm xuống ngực. Bạn sẽ cảm thấy căng giữa hai xương bả vai giữ tư thế này 20 đến 30 giây. Thả lỏng và lặp lại. Bạn cũng có thể dùng tay này kéo cánh tay kia sang bên để kéo căng các cơ ở phía sau này. Kéo giãn cơ chám, cơ thang bó giữa với chân ghế. Ngồi trên ghế và cúi người về phía trước. Vươn tay cần kéo giãn qua bên kia và nắm lấy chân ghế. Dùng tay kia để đẩy khuỷu tay hướng xuống sàn, kéo căng các cơ giữa xương bả vai và cột sống của bạn. Giữ tư thế này 20 đến 30 giây. Thả lỏng và lặp lại. Kéo giãn cơ chám với khung cửa. Bạn cũng có thể tự kéo giãn các cơ ở phía sau với một khung cửa. Đứng thẳng, bên cần kéo giãn cạnh một cánh cửa, đưa tay cần kéo giãn ra trước, nắm vào khung cửa ngang mắc ngực. Cánh tay xoay trong sao cho ngón cái hướng xuống. Giữ cánh tay thẳng, bước chân kia lên để quay thân mình, sao cho mặt hướng vào cửa, đừng khom vai hoặc nghiêng người. Bạn sẽ có một cảm giác căng ở phía sau, giữa hai xương bả vai và cánh tay. Giữ tư thế này 20 đến 30 giây. Thả lỏng và lập lại. Để thay đổi vị trí kéo giãn các cơ bả vai ở thấp hơn, Hãy nắm khung cửa ở mức cao hơn, ngang tầm mắt. Để thay đổi vị trí kéo giãn các cơ bả vai ở cao hơn. Bạn hãy nắm khung cửa ở mức thấp hơn, ngang mức bụng. Bạn cũng có thể tập các tư thế yoga như là tư thế sâu kim hoặc đại bàng để kéo giãn các cơ phía sau vai này. Cảm ơn bạn đã xem video này và nếu bạn thấy hữu ích, hãy like và chia sẻ nó cho mọi người.